In Vietnam in particular, the Vietnamese citizens are amongst the most innovative and the highest users. Tại Việt Nam, người dân Việt Nam là những người thuộc diện sáng tạo nhất và sử dụng kỹ thuật và giỏi Internet nhiều nhất. Họ tự học được những điều này. Dĩ nhiên, đây là phản ứng trước việc chính quyền kiểm duyệt Internet, kiểm soát và trừng phạt những người thực hiện tự do ngôn luận trên Internet. Điều quan trọng đối với Việt Nam là đây là quốc gia mang tính đột phá trong việc sử dụng Internet để lập xã hội dân sự, vốn có thể chuyển thành dạng thực từ dạng ảo. Bà nghĩ thế nào về khả năng các cái hành động ảo có thể chuyển thành các hành động thật? Bởi vì có lẽ là chính phủ Việt Nam họ sẵn sàng để cho mọi người muốn nói gì thì nói trên mạng Internet. Thế nhưng miễn là họ không có những hành động cụ thể, chẳng hạn như là đi biểu tình chống lại chính phủ Việt Nam hay là thậm chí chống lại chính phủ Trung Quốc chẳng hạn. I think that that's not accurate. The online speech has... Tôi nghĩ điều đó không đúng. Tự do ngôn luận trực tuyến đã dẫn tới nhiều vụ bắt bớ, tù đầy và trừng phạt từ chính quyền Việt Nam. Họ theo dõi, giám sát và trả đũa những người phát biểu trên mạng. Retaliating against those who do speak online. We already see the effects of the online community. Chúng ta có thể thấy hiệu quả của cộng đồng mạng thể hiện qua những biểu tình phản kháng ngoài đời thực. Trong nhiều trường hợp thì chính quyền đã thành công khi theo dõi và ngăn cản những cuộc tụ họp. And they can stop people from getting together in the physical form. We know that at least one person who is supposed to testify today. Chúng ta biết có một người đã bị chặn khi muốn rời Việt Nam tham gia hội thảo nhân quyền. Nhà cầm quyền thực sự coi trọng thế giới mạng vì nó có nguy cơ mang thông tin ra ngoài biên giới Việt Nam. Bà nói rằng là lần này thì có một người bị chặn lại không được đi để tham gia các sự kiện mà liên quan tới cái phiên điều trần về nhân quyền của Việt Nam ấy. Nhưng mà cũng có một nhóm có lẽ đến khoảng 10 người thì họ đã đi từ hồi tháng 1 và họ đi qua Hoa Kỳ, qua châu Âu rồi bây giờ tới Geneva. Thì phải chăng đó là một cái biểu hiện nó cho thấy là tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã được cải thiện? Tôi nghĩ sẽ khó tìm ra được ai nói rằng nhân quyền Việt Nam đã cải thiện. Sự đồng thuận chung là tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi. Bà có thể nói một chút về vai trò của Đài Á Châu Tự Do trong cái quá trình mà mang lại các cái thay đổi ở Việt Nam không ạ? Radio Free Asia's mission is to provide information to the people of Vietnam. Sứ mạng của Đài Á Châu Tự Do là cung cấp cho người dân những thông tin mà chính quyền ém đi. Chúng tôi cũng có sứ mạng tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia vào tự do biểu đạt và chia sẻ quan điểm theo Điều 19. Chúng tôi lấp đi khoảng trống và cung cấp thông tin nội địa cho người sở tại, mà lại không có thông tin nội địa. Bà nói rằng là các nội dung mà Đài Á Châu Tự Do sản xuất ra bằng tiếng Việt thì bị chính phủ Việt Nam họ chặn. Vậy thì liệu bà có ảnh hưởng chút nào không về mặt cung cấp các cái thông tin đó về Việt Nam? I think their blocking of our content is a clear indication of their... Nội dung thông tin của chúng tôi là chỉ dấu rõ ràng về quan điểm của họ về thông tin và cố gắng ngăn dòng chảy tự do của thông tin. Không còn có cách gì khác để lý giải. Còn chuyện họ có coi chúng tôi là phản động hay không thì tôi không biết. Họ không nói chuyện với cá nhân tôi. Nếu họ nói chuyện với tôi thì tôi sẽ nói, nếu quý vị đưa những tin tức đó thì chúng tôi sẽ không phải đưa nữa. Khi mà nội dung của Đài Á Châu Tự Do mà bị chặn hoàn toàn như vậy, hoặc là gần như hoàn toàn, thì liệu các cái thông tin đó mà Đài Á Châu Tự Do sản xuất ra nó có chút ảnh hưởng nào ở Việt Nam không? Well, the government does attempt to block us. However, the Vietnamese government... Chính quyền có cố gắng để chặn chúng tôi, nhưng cố gắng của họ là tùy vào vụ việc và nhắm vào những nội dung đã có sẵn. Như tôi đã nói thì người dân Việt Nam vô cùng sáng tạo và sành sỏi trong việc vượt qua được những ngăn cản của chính quyền trên Internet. Theo định kỳ, RFA thường tới các nơi tán gẫu trên mạng và blog ở Việt Nam để xem họ có đề cập tới thông tin mà chúng tôi đưa hay không. Và thực tế là có. Hơn nữa, chúng tôi thấy có rất nhiều phản ứng từ chính quyền với những thông tin mà chúng tôi nêu. Và chúng tôi biết chính quyền cũng nghe tin. Nếu họ không nghe thì họ đã không cố chặn chúng tôi.